Úc ngừng cấp chiếu kháng di dân tại các nước đang có bệnh dịch Ebola, tin từ Canberra, Úc. Bộ trưởng di dân Úc Scott Morrison cho biết Úc đã ngừng cấp chiếu kháng nhân đạo và di dân tại các nước Tây Phi đang có bệnh dịch Ebola. Úc chưa có bệnh nhân Ebola nào. Ngày hôm qua, cô gái Tây Phi có triệu chứng nghi ngờ đã được thử nghiệm và có kết quả âm tính. Bộ trưởng Morrison nói rằng chính phủ Úc chặt chẽ kiểm soát những người tới Úc qua chương trình di dân từ Tây Phi. Những biện pháp thi hành gồm ngưng chương trình di dân, trong đó có chương trình nhân đạo đối với các nước đang có bệnh dịch Ebola. Những người Tây Phi được chấp nhận vô Úc trước đây trong diện nhân đạo sẽ được khám xét 3 lần trước khi khởi hành, khi tới Úc phải qua thủ tục rà soát, đặt trong tình trạng kiểm dịch 21 ngày. Hôm qua, Tổng thư ký vừa mới được chỉ định của Liên hiệp Quốc tế Hồng Thập Tự và Hồng Tân Nguyệt là ông El-Hadi Assi đã nói rằng đã có những nỗ lực chưa từng có tiền lệ trên thế giới nhằm đánh bại vi khuẩn Ebola, nhưng ông ta lo ngại sự kinh sợ, sự kỳ thị và phân biệt đối xử sẽ làm thiệt hại cho mọi thành quả đạt được, bởi vì những yếu tố trên sẽ làm nên một trận dịch tuyên truyền nguy hiểm hơn vi khuẩn. Trong tuần trước, Mauritania đã đóng cửa biên giới với Mali sau khi một cô gái đến từ Guinea đã chết vì Ebola ở Mali. Úc đã đóng góp 18 triệu Úc Kim để giúp chống dịch Ebola, nhưng không đưa nhân sự qua Tây Phi để giúp chống lại bệnh như nhiều cường quốc khác.